are you, Captain? You all right, Cosima? Oh, a little dizzy, Sarge. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Call of Duty Infinite Warfare. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn những khẩu súng trong cái kho đồ của mình. Thì súng này súng gì đây? Nhìn rất là lạ lẫm, mình không không nhớ được cái súng này hình dạng lúc mà bắn nó như thế nào. Này hình như là cái súng máy đó các bạn. Đúng rồi, hình như nó là súng máy. Rồi súng này súng điện. Mình thấy vậy là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ vô cái màn chơi của chúng ta. Ồ, trời ơi. Ghê chưa? Chọn xong rồi bắt đầu thảy nguyên một cục cho mình lấy đi đó. Cái súng nó nhìn như sáu nòng vậy đó. Nhưng mà không phải. Kìa người máy kìa. Wow. Sau này có một bạn đã bình luận và nói là sau này chúng ta có khả năng sẽ được điều khiển một con robot to như thế này. Bạn thấy không? Đã không? Một con robot rất là uy lực. Bây giờ thì mình đi đâu đây trời? Đi đâu đây? Sao không có cái hướng dẫn gì cho tôi chứ giờ? Đây hả? Ok, nó kêu mình đi tới đây nè các bạn. Đây là một chiếc máy bay ha. Leo lên. Chắc là chúng ta sẽ bay tới một cái hành tinh nào đó để đánh nhau với cái tụi kia. Mình làm cái series này mình khá là hồi hộp các bạn. Kiểu như xui xui cái nó đấm băng quyền các bạn. Đánh lung tung hết trơn luôn. Tức là cái đoạn nói chuyện của mấy người trong đây thôi mà nó cũng đánh băng quyền nữa. Mình cũng không hiểu tại sao. Không phải nhạc nha các bạn. Chỉ là cái đoạn nói chuyện thôi. Còn hên thì nó không đánh. Mình ra 4 clip nhưng mà nó đánh hết 2 clip rồi. Đánh bán quyền hết 2 clip rồi các bạn. Bây giờ clip thứ 5 không biết nó có quánh bán quyền mình không. Cái đó là hên xui thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bay ra. Ồ, chuẩn bị. Phóng. Wow. Một chiếc phi thuyền quá ngon. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau. Cái này là hình như bay tới một cái đây. Một cái hành tinh nào nữa rồi. Hôm trước mình chọn cái hành tinh nào mình cũng không biết nữa. Số 3 là gì? À. Bắn tôi này hơi khó nha các bạn. Chết mẹ tao, chết mày với tao. Yeah. Hơi bị chóng mặt nha. Các bạn thông cảm nha. Một chiếc nữa rồi. Cố gắng lên. Hai chiếc. Hình như còn hai ba chiếc nữa. Đây. Chết đi. Chết. Yeah. Chiếc nữa. Chiếc này chiếc cuối cùng nè, không? Mày chạy hả con? Chạy hả con? Rồi chúng ta đã hạ được 4 5 chiếc nãy giờ. Bây giờ thì mình đang bay kiểu gì mình cũng không biết luôn. Tôi đang ở đâu đây? À đây đây đây. Đuổi theo. Này đuổi theo thôi chứ không có bắn. Mình đang đuổi theo một chiếc tàu cái gì đó. Chiếc tàu phi thuyền khá là bự, phải không? Hình như cái này là tàu nhỏ bạn ơi. Đó, mình đang phóng hết tốc lực. Tàu lên.
Làm gì ta? Cố lên nào. Ui, nó bay nhanh quá các bạn ơi. Nó kêu mình ra bay bên hông này nè. Cố lên, cố lên, 200 mét. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ui, à thì nó kêu mình đáp vô cái chỗ này. Bắn nè, người ta bắn pháo các bạn. Rồi đáp xuống hoàn toàn. Rồi bây giờ chiến thôi. Hình như game này hơi sáng không ta? Hôm bữa mình nhớ mình hạ rồi mà. Thôi vậy được rồi. Xuất hiện gì đây? Shotgun. Trời ơi. Mày. Wow. Cẩn thận nha bồn. Coi chừng tao đó nha. Tao buồn buồn là tao bắn tụi bay đó. Tao đang buồn đó. Hôm nay tâm trạng tao không được vui đó nha. Đừng có giỡn mặt với anh đó nha. Còn cây này cái gì đây? Ủa à, để lấy cái này bắn thử coi. Tao không được vui nha. Đang quạo á. Tao đang quạo. Tao đang quạo. Sao hôm nay mình không được vui nhỉ? Sao hôm nay mình quạo thế? Lên đây coi có bí mật nào không? Có vũ khí bí mật nào cho tôi lụm không? Sao không có gì chứ gì? Những chỗ như thế này thường nó sẽ giấu những cái súng độc đáo cho chúng ta lấy mà. Nhưng hôm nay không có. Gì đây? À, lựu đạn con nhện, phải không? Con này lựu đạn. Sao toàn lựu đạn không vậy? À, nạp đạn. Ok. Bộ mình đang đợi mình nãy giờ, trời ơi. Mở cửa nào. Mày, mày chẳng nó nhện. Ủa súng tôi đang cầm là súng gì ta? Thấy bắn xa không 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 hiệu quả ta. Nó bắn ra cái gì các bạn? À, bắn ra đạn nè, lỗ lỗ nè. Ôi, nó cũng giống shotgun gì đó. Nhưng mà nó là dạng súng điện. Đổi cái này đi, bắn xa. Cái này đổi hình dạng được nè các bạn. Nó có hai chế độ. Nè, mình tách ra thành hai cây súng được nè. Đó, bắn cũng được lắm á. Rồi 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 rồi. Đây, để coi trong này là cái gì nha. Cắn nó con. Miệng con nhện của tôi xịn lắm. Thấy không? Trời ơi, thằng đó là gì to thế? Sao bạn to thế bạn? Bạn này bị nhện cắn, nhện nổ rồi, còn chưa chết nữa. Hello. Woo. Đó. Cái súng tôi đang cầm quá xịn luôn. Từ một cây biến thành hai cây nha. Đổi hình dạng liền. Wow. Nó kêu mình làm gì? Mở cửa này. Mở cửa bạn ơi. Ồ, đang hack hả? Here they come. Get ready. Fire.
What the hell? À, cắn nó con, cắn nó, bấm số 1. Rồi rồi rồi, từ từ kêu bấm số 1. Ồ rồi, mình bấm số 1 cái tự nhiên tôi nó bay lên hết luôn kìa. Từ cấu gì kìa. Rồi 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 rồi, cắn nó, cắn nó. Mình sử dụng rồi chết luôn. Hôm nay mình sử dụng cái mìn con nhện hơi bị nhiều luôn á. Chết đi, chết đi, còn bay. Wow, bấm số 1. Ây da, trời ơi, nó cầm cái đó nó bắn gần cái muốn chết luôn. Rồi không trọng lực luôn các bạn. Bấm số 1 cái toàn bộ khu này không có trọng lực. Mình phải lấy xi mềm mới được. Ây da, cửa mở rồi phải không? Ok 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 ok, đi vô đi vô. Trời ơi, cửa ta mở hồi nãy giờ không chịu vô nữa. Nãy gì? Mìn gì thế? What? Lạ gì? Sample acquired. Plant your charges. Let's make sure they never get a chance to use this shit. Ha. Ê, lộn. Ồ, oh, rắc mai là nó không nổ ta. Cô te thế. Nó đi theo mình luôn nè các bạn. Ồ oh. Cái này, cái này là những quả tên lửa. Mình vô đây để mình phá mấy quả tên lửa. Không, đổi súng ngắm thôi. Mình đang bắn súng ngắm bữa nha. Cái này theo mình đó không nhầm thì đây là những quả tên lửa mà siêu thanh gì đó các bạn, siêu âm gì đó. Nó có thể bay gấp nhanh hơn tốc độ âm thanh mấy chục lần gì đó các bạn. Nói chung là những cái vũ khí này ghê lắm. Sao mà trái tùm lum hết thế này. Mở cửa đi. Ôi da, đó cách nó chào đón mình đó. Thì ra là một con robot khó khiên. Mày khiên hả mày? Ấy, ok chiến lại thôi. Kìa thằng đó bị nhện bám vô kìa. Ui cái con này nó ném lựu đạn hơi bị ghê luôn á. Đó, bắn ngay cái mình của nó. Rồi lát mình lấy cái khiên của nó luôn. Cái tấm khiên của con đó là một trợ thủ đắc lực đối với mình. Che đạn tốt lắm. Rồi banh này, xuống lụm. Ồ oh. Thôi lụm cái súng này của nó đi. Khiên của nó không có các bạn ơi. Lấy súng này cũng ngon nè. Như đây là một cây súng mới. Đây, súng mới luôn. Trước giờ chưa từng lụm. Đổi lại cây này hiệu quả hơn. Ôi tự nhiên mình cầm hai cây súng nặng nề ta. Đi chậm lắm. Mình vác cái này lên là đi khá là chậm luôn á. Hình như ra tới đây đâu còn gì đâu bắn nữa đâu các bạn. Leo lên máy bay mẹ luôn rồi. Ôi bay đi thôi. Tạm biệt nha. Hình như chiếc tàu này sẽ nổ nè. Hồi nãy mình đặt mìn mà.
Nổ nè. Đấy. Đúng là chuyên gia phá hoại mà. Vậy là xong một nhiệm vụ. Chúng ta lại trở về căn cứ nữa rồi. Ok các bạn, cái nhiệm vụ hồi nãy là chúng ta làm ở cái hành tinh Venus nè. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua bên đây, làm cho cái hành tinh bên đây nữa. Ok, quất luôn. Switch is set, go for drop. Collision alarm up. Wait 3, 2, 1. Wow, chúng ta lại thực hiện một cú nhảy xuyên thời gian không gian. Cú nhảy này quá dữ. Rồi, chúng ta đã đến nơi. Raven 2 is up. Staff sergeant's waiting on you. Ok, sau khi chúng ta nhận nhiệm vụ rồi thì chúng ta lại tiếp tục lấy súng nha. Đằng này mình sẽ lấy cái này. Đó. Đây là khẩu súng khá là mạnh ha, mình đã lăn lên full phụ kiện cho nó. Rất là nhiều đồ ngắm trong đây. Bánh số 2 lỗi cái gì nữa là mình không biết nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới chắc là chiếc máy bay của chúng ta để chúng ta bay đi. Keep it tight, Kashima. Gonna get choppy. Not the problem, Sergeant. I'm shaming liberating some lunch. Oh, chúng ta sẽ lên đây à. Đây là một chiếc tàu chở quân. Đó, đội nón vô. Wow. Nhìn ông, nhìn xịn không các bạn? Đã không? Pop a squad, soldier. Yes, there, sergeant. Code 1, captain. Go for launch, Boggs. Aye, sir. Prepare for drop. Five, four, three, two, one. Đó, lao thẳng xuống luôn. Dữ quá, wow. Đi trang phim luôn, không khác gì cả. Ôi các bạn coi kìa, sao mà đất đai ở hành tinh này khá là cằn cỗi các bạn, không có sự sống luôn á. Rồi chuẩn bị nha, chúng ta chuẩn bị đáp xuống. Đừng nói là cho tôi bay nha. Yeah. Đó, đáp xuống, từ từ thôi nha các bạn. Rồi. Wow. Trời ơi. Cái gì thế này? You're green to go, Boggs. Rồi chúng ta đi đâu? It looks like it wasn't half bad.
I took a boat ride with my dad not too far from here. At least it's seen better days, that's for sure. Why'd your dad come here? Make a better life for himself and his family. Mình giờ mình chỉ biết đi theo mấy thằng này thôi chứ mình cũng biết gì đâu, chỉ biết chạy theo nó thôi. Cái súng này nè các bạn, bấm số 2 cái nó đổi chế độ ngắm đó, thấy không, chuyển sang ngắm gần nên nhắm xa hơn. Vậy thôi. Đây là cái súng lục mình đã đăng full phụ kiện. Đây. Nhìn thấy cũng phê lắm á. Xong. Chúng ta đã vào được nhà. I got something. Set up, invaded, fell into a labor camp overnight. My old man made it out just in time. Yeah, I don't think these folks were that lucky. Đây là một nhà có ai đó các bạn ơi. Nhà này có em bé. Nhà này có em bé các bạn. Ôi, phòng gì mà cây cối không nè. Rồi, tháo cái này ra. Oh no. Robot. To đấy. Ô bay lên sao ta? Bò tôi. Bảo ơi. Vậy là mình phải đi ở dưới rồi. Lén lút đi xuống dưới. Trời ơi. Cái này nước gì dạng khè ghê quá. Có người chết ở đây nữa nè. Oh, bị phát hiện. Hay quá bộ ơi. Bộ tôi có súng giảm thanh, tôi không có. Anh chị mình biết cái nhiệm vụ này là một cái nhiệm vụ bí mật thì mình đã để giảm thanh vô rồi. Sở thật luôn. Wow, hay. Ơi, nó thấy. Bắn nó đi bộ. Mày. Cái này là mình phải ra tay thôi. Ok. Mình bỏ cái súng lục của mình để lấy cái này có giảm thanh các bạn. Súng của thằng đó có giảm thanh. Ừ? Ủa? Đi phía bên này mới đúng. Ý, chúng nó có mìn. Mìn con nhện. Qua đây nè bộ. Đi trước đi. Dẫn đường cho tao đi chứ. Hay quá. Oh no 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 no. Giờ bắn không? Bắn nha. Quá hay luôn. Bên tôi là xử hai ba thằng rồi đó, hai thằng rồi đó. Wow, trời ơi,
Wow. We're good. Quá dữ bộ ơi. Two targets ahead. On you, Captain. Rồi làm gì đây? Bắn phải không? On your go, sir. Pushing up. Target down. You're clear. Xong. Quá gọn. Ê chúng nó có 4 thằng. Mày nhắm cái gì? Mấy bồ mình không sợ con nhện anh ta. Thì ta đứng một đám như đó kìa, 4 thằng. Sao nè? Ui ném lựu đạn luôn. Mày hả? Mày hả? Hay lắm. Bộ mình chơi ném lựu đạn trọng lực các bạn. Làm tụi nó bay lên, tụi nó không thể chống trả được. Mình tha hồ bắn luôn. Rồi, mở. Brooks, Kojima, start pushing through. We're moving in. Copy, Sergeant. Vô đi. Chui vô. Counter defenses are high, requesting heavy ordnance. Đông vậy. Mình đây bắn tụi nó hay là mình đi theo bộ? Đi theo. Có xe nè. Đi đây. Ồ, hết hồn. Điểm đây phải không? Tụi nó ngồi đầy ở phía trước rồi, thì mình đi đường sau. Không. Đấy. Bay lên nè. Ui. Rồi các bạn ơi, mình đã lén lén lên đây được rồi nè, nhưng mà vô đây làm gì? Hay là nó kêu mình chạy qua đây? Nãy giờ mình chưa có giết đứa nào hết trơn á. Rồi xong rồi. Trời ơi. Vậy là nó bắt mình phải ra tay các bạn. Mấy con bò này mệt ghê chứ. What? Oh. Hình như sẽ có một chiếc máy bay đáp ở đây. Oh. Đó kìa. Hai chiếc luôn. Ôi trời ơi.
Kìa, người máy kìa các bạn. Có xe tăng, có người máy. Vậy cho tôi điều khiển người máy phải không?